À, dining out thì các bạn biết rồi đấy, bạn dịch là ừ đúng rồi, dining out thì bạn dịch là đi ăn ngoài, tức là mình đi ra ngoài ăn. À, cái cụm từ dining out cũng là cụm từ để mình rất đáng để mình học ha. Dine out là một phrasal verb đó, và khi đó bạn dịch là phrasal verb ha, nó là một cái phrasal verb. Thì khi đó các bạn sẽ dịch nó là đi ra ngoài ăn, đúng nghĩa đen luôn, đi ra ngoài ăn mà thường buổi tối ha, đi ra ngoài ăn vào buổi tối thường là bạn đi ăn ở nhà hàng, restaurant, ok hôm nào, hoặc là bạn lại nhà của người khác ăn, đó nhà của người khác bạn ăn chứ không phải là bạn ăn ở nhà mình thì bạn gọi là bạn dine out, ok. Mà từ này thường bạn xài với hàm ý là đi ăn nhà hàng nhiều hơn ha, dining out. Rồi cái từ đầu tiên bạn thấy rất là ghê gớm ha, thì cái từ này nó là xuất phát từ tiếng Pháp mà ra, bạn được đọc là à la cà te, đừng đọc như vậy ha, à la cà te gì đó, no, bạn không đọc như vậy ha. Cái từ này bạn đọc là à la carte, đó bạn đọc như vậy đó, bạn đọc là à la carte. Thì cái à la carte là cái từ bạn thấy, thật ra bạn thấy rồi đó, nếu bạn đi ăn quán ăn này kia, mấy cái quán ăn ở quận nhất, quận 3 này kia đó, thì bạn sẽ thấy cái từ này ha, à la carte. Thì à la carte là một cái, nếu bạn miêu tả một cái món ăn hoặc là một cái nhà hàng mà bạn bảo rằng hay cái món ăn đó, hoặc là cái nhà hàng đó mà à la carte, là cái nhà hàng đó nó sẽ đáp ứng theo nhu cầu của bạn, cái món ăn nó sẽ đáp ứng theo nhu cầu của bạn. Như thế nào là đáp ứng theo nhu cầu, là như thế này, tức là bạn sẽ đặt món ha theo mà một cái thực đơn mà có sẵn đó đó, ok, là một cái nhà hàng mà cho bạn phép đặt món theo thực đơn có sẵn, là khách có thể tới và lựa chọn những món lẻ mà thích, đúng không nào. Ví dụ như thực đơn có 10 món thì bây giờ bạn không cần thiết phải ăn 10 món đó đâu, bạn chọn món 1 rồi món 3 món 4 món 5 gì đó, ok chưa. Rồi bạn có thể chọn lựa được cái số người bạn ăn tương ứng, đúng không? Ví dụ như là mình chọn món xong mình bảo rằng đây mình sẽ ăn 3 người 4 người gì đó, ok, thì khi đó bạn nói với nhà hàng thì người ta sẽ làm cho bạn một cái set rất là hoàn chỉnh luôn. Thì đó, cái mà việc mà bạn ăn mà bạn chọn món như vậy trong một cái danh sách những món ăn này kia ha, theo cái số lượng bạn yêu thích, theo số lượng bạn muốn, theo những cái món bạn yêu thích này kia, đúng không? Thì khi đó cái món ăn đó, cái bữa ăn đó hoặc là cái nhà hàng đó đang phục vụ theo cái cách gọi là allocate, ok chưa? Allocate bạn dịch là đáp ứng theo nhu cầu, ok ha. Đó thì cái từ thuật ngữ này xuất phát từ cái cụm từ người Pháp mà ra, đúng không nào, chứ nó không phải là cái từ tiếng Anh thần chủng, cho nên mình thấy cách viết có dấu nè, đúng không nào, có cái dấu á, dấu quyền á, ok chỗ này chưa. Thì đây là cách viết của tiếng Pháp ha, và đọc là a là kate, ok, allocate. Thì cách học, cách ăn này bạn thấy nó tương đối rất là tiện, đúng không? Tức là ví dụ người ta bán theo dạng combo đi, bán theo dạng set đó, thì nhiều khi bạn không thích một hai món trong cái combo đó nhưng bạn cũng phải ráng mà ăn, bởi vì bạn mua rồi thì bạn phải ăn chứ. Nhưng mình phải hiểu thế này, thì mình ăn theo cái dạng mà allocate này thì nhân giá phải mắc hơn, tại vì bạn ăn chọn món thì ý bạn thích mà, combo thì lúc nào mà chả rẻ hơn, đồng ý không? Thì đó, thì cái từ này bạn dịch là ăn mà bạn theo hình thức là mình đặt theo món ăn ha, trong danh sách mà những món ăn có sẵn đó, ok, allocate dịch là như vậy đó. Rồi tiếp theo bạn sẽ học về cái từ là, à cái từ này á cũng rất là khó để bạn học ha, mình đọc thế này nè, operative, operative, ok, mình đọc lại ha, operative. Thế cái từ operative này thì nó không có khó đâu, thực chất nó chính là rượu khai vị thôi. Trước khi ăn đó thì trong những quán nhà hàng sang chảnh này kia, đúng không, thì người ta sẽ ăn hoặc là uống khai vị trước, thì ở đây thì cái món ở đây là món rượu khai vị ha, aperitif và dịch là rượu khai vị đó, không có gì cả, không biết thì mình học. Đây là những cái từ mình thấy xuất hiện, thường xuất hiện trong những cái nhà hàng này kia ha. Tiếp theo bạn có từ bill, thì cái từ bill này ai chẳng biết, thì đó là hóa đơn, đúng không, và quan trọng bạn có từ tiếp theo nè, bill là fare, ok chưa. Cái từ bill là fare này thì mình phải hiểu thực chất, mình nghĩ rằng nó liên quan tới hóa đơn, đúng không, nó không phải đâu, thực chất nó là menu, thực đơn đó, ok chứ. Bây giờ file là một danh sách những cái món ăn mà bạn có thể chọn được, thì chính là cái menu, menu tiếng Việt bạn nói ha. Rồi tiếp theo bạn có từ là book, từ book này cực kỳ dễ, ở đây bạn không phải dịch là sách mà ở đây là một cái động từ, thì bạn dịch là đặt chỗ, đặt bàn này kia đó, đúng không, đặt vé. Đối với bạn đi máy bay thì bạn đặt vé và phải book trước, nhất là những mùa cao điểm này kia đó, bạn không có book phòng, book khách sạn, book máy bay thì bạn không thấy được đâu, book tàu hỏa chẳng hạn. Còn đối với quán ăn, những quán nổi tiếng này kia, bạn không book cái chỗ ngồi ha, bạn không book cái bàn thì bạn sẽ không có chỗ để bạn ngồi ăn, ok chưa. Thì cái từ book này bạn dịch là đặt chỗ. À, tiếp theo bạn có từ là booth. À, cái từ booth này nếu như cái người Anh đó thì người ta là booth, ok, còn người Mỹ đọc là booth, ok ha. Thì cái từ booth này bạn dịch là cái quầy,
cái buồn à, đầu tiên cái nghĩa gốc của nó là cái buồn này là sao? Hồi trước bạn cái thời mà chưa có điện thoại di động đó thì nhà thầy cũng không có điện thoại di động luôn, và dĩ nhiên rồi, và trước đó nữa thì cũng không có điện thoại bàn luôn. Thì bạn biết không, thầy thường hay ra bưu điện á để mà gọi điện thoại về cho dưới quê này kia đúng không? Đó thì khi mình gọi điện thoại như vậy đó thì bạn vô bưu điện đi, bạn sẽ thấy có những cái buồng, à buồng 1, buồng 2, buồng 3, buồng 4 đặt sát nhau, và trong mỗi buồng là một cái điện thoại. Thì bạn vô bên trong điện thoại đó bạn làm gì đó, bạn ngồi gọi điện thoại, thì cái buồng đó gọi là cái buồng, ok chưa? Cái buồng điện thoại là một cái không gian nhỏ mà hẹp thường cho mình vào để mình làm một cái việc gì đó mà riêng tư. Ví dụ như bây giờ bạn là người đạo Chúa đúng không, thì bạn lâu lâu bạn phải làm gì đó, bạn phải đi xin tội ha, thì bạn sẽ ngồi và cha xứ của bạn ngồi trong một cái, đúng rồi, ngồi trong cái booth, và ông ta nghe bạn nói gì đó mà ông ta không biết rành ha, thuật ngữ của bên đạo Chúa thế nào không rành, tức là nghe cho bạn xin tội xong rồi ông ta tha tội cho bạn ha, tại không biết nữa, ok ha. Thì đại loại là như vậy đó, thì ông ta ngồi trong cái booth đúng không nào. Hoặc là mình thấy trong những cái cuộc triển lãm đi đúng không, trong những cuộc triển lãm thì người ta, những công ty đó người ta đặt những cái quầy hàng, những cái gian hàng đó, thì một cái quầy, một cái gian như vậy ha là một cái gì, một cái booth luôn, ok chứ này chưa. Thì cái từ booth này rất là thông dụng trong cuộc sống rồi. Hoặc là những cái đợt bầu cử đúng không, đợt bầu cử thì bạn thấy người ta đi vào một cái ngăn riêng, một cái buồng riêng để người ta bỏ phiếu đó. Bầu cử thì bạn có cái cụm từ là polling đúng không nào, polling là bỏ phiếu bầu cử đó. Ok, thì khi đó bạn bảo rằng đó là một cái polling booth, hoặc là một cái voting ha. Voting hay là polling thì giống nhau, cái buồng dùng để bầu cử. Ok, hoặc là bạn đi coi phim đi, đúng không? Bạn đi coi phim thì bạn thấy bạn mua vé ở đâu? Ở cái quầy, quầy bán vé. À, thì quầy bán vé bây giờ bạn thấy thường nó mở nó không? Tức là dạng một cái quầy tiếp tân, cái bàn lớn rồi cái người bán vé đứng như vậy ha. Nhưng mà một cái rạp chiếu phim gọi là typical điển hình thì bạn phải hiểu, tức là một cái booth bán vé nhỏ nhỏ bên ngoài cái quầy, thì cái quầy bán vé nó thường nhỏ, nó kín, à, giống như bạn đi Đầm Sen bạn chơi đó thì bạn thấy mấy cái chỗ bán vé đó, đó không, mấy cái cô, mấy cái chú, mấy cái anh chị này kia bán vé trong những cái quầy bán vé đó, thì người ta đứng bên trong cái buồng người ta bán, ok chưa? Thì đó, thì cái đó cũng là một cái booth, ok ha. Đó, nhưng có trong tình huống này mình ở nhà hàng, khách sạn này kia, nhà hàng đồ ăn này kia, thì cái từ booth này nó không phải như vậy. Thì từ booth này ai mà trong cái nhà hàng thì dựng cái buồng lên cho bạn vô bạn ngồi bạn ăn, hình dung kịp cái này chưa? Tập chất á bạn thấy rồi thì bạn không để ý thôi, cái từ booth này nó dùng để diễn tả cái vị trí, cái khoảng không gian mà bạn thấy ở đó có cái bàn đúng không, cái bàn nó cũng dài dài, rồi sau đó hai bên thành cái bàn là hai cái băng ghế dài ngồi để bạn ăn ở đó, bạn đặt đồ ăn lên bàn bạn ăn, thì cái vị trí chỗ đó là một cái booth, ok chưa? Cái booth trong nhà hàng, trong quán ăn thì nó là một cái bàn dài, và sau đó là cái thanh ghế dài ở hai bên của cái bàn, thì cái vị trí chỗ đó bạn gọi là một cái booth, ok ha. Rồi tiếp theo các bạn sẽ học về cái từ là check. Thì cái từ check này thì bạn dịch là hóa đơn nha, cái từ check này bạn sẽ dịch là hóa đơn, tính tiền đó, tính tiền đó, hóa đơn tính tiền đó. Thí dụ như bây giờ mình ăn xong đó ha, mình nói check please, à vui lòng cho hóa đơn tính tiền đi, check please đó, bạn nói như vậy đó. Thì cái từ check này thường người ta sẽ dùng với bên người Mỹ nhiều hơn ha, người Anh ít dùng cái từ là check, người ta dùng cái từ là bill đó, ok chưa. Rồi tiếp theo bạn có từ là từ gì đây ta, complain. Complain thì cực kỳ dễ, cái từ này bạn học trong phổ thông rồi, thì ở đây bạn dịch là than phiền ha, than phiền ai đó. À, tiếp theo bạn có cái từ này nè, cái từ này bạn dịch bạn đọc là caucus, caucus, ok ha, caucus. Caucus là như thế này, caucus là danh từ nha, caucus là một danh từ. Thì khi đó bạn dịch cái số tiền, à tiền mà bạn phải thanh toán khi bạn mang rượu từ bên ngoài vào, tức là bạn đi ăn nhà hàng người ta đúng không, thì bạn phải uống thức ăn, thức uống, đồ uống này kia ở trong nhà hàng chứ đúng không, chứ còn gì nữa đúng không, chứ ai mà chơi bạn đi ăn cái quán đó là bạn bê nước uống rồi sau đó bạn đem đồ ăn, đem rượu bên ngoài vào rồi bạn thưởng thức cái rượu mà bạn mang vào đó đúng không nào, nhìn đó là ngứa con mắt ha, thì thôi đừng làm như vậy, ok chưa. Thì trong tình huống một số nhà hàng nó chấp nhận cái việc là cho phép bạn đem đồ ăn thức uống vào, ok, nhưng mà khi đó sẽ có một khoản phí ha, thì khi đó cái khoản phí đó chính là cái khoản, đúng rồi, khoản corkage, đó là cái khoản tiền mà bạn phải trả thêm bởi vì bạn mang đồ ăn vào, tức là bao nhiêu chục phần trăm đó, không có rẻ đâu, khoảng chừng 20-30% luôn á, không hề rẻ ha, cái tổng hóa đơn của bạn đó, ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ học về cái từ là course. Thì cái từ course này thì bạn dịch là cái món ăn ha,
cái món ăn, tức là sao cái món ăn trong một cái bữa ăn, tức là ví dụ một bữa ăn gồm có 5 món đi, thì người ta sẽ dọn lên từng món cho bạn trước đúng không nào? Thì cái course là một cái món ăn, mình phải hiểu rằng món ăn ở đây là một món ăn mà lần lượt nó sẽ được dọn lên đúng không? Lần lượt nó được dọn lên đó trong bữa ăn, trong cả bữa ăn luôn. Đấy, hình dung ha. Thì một cái bữa ăn của bạn á là một cái meal, ok chưa? Cái từ bữa ăn của bạn đó là cái từ meal. Thì trong cái một cái meal đó có thể có rất nhiều cái courses, tức là nhiều cái, đừng dịch là khóa học nha, mà dịch là món ăn đúng không? Bạn có thể bảo rằng it is a five course meal, tức là một cái bữa ăn mà gồm 5 món chẳng hạn. Rồi ok. Tiếp theo bạn học về cái từ là cuisine, ok ha. À, sorry, đọc là cuisine, âm hai nha, đọc là cuisine, ok. Cái từ cuisine này á bạn dịch là cái style nấu ăn của một cái người nào đó hay một cái quốc gia nào đó, bởi vì là ẩm thực đó, ẩm thực hay là cái phong cách nấu ăn đó, ok, dịch là ẩm thực ha, nghe nó hay hơn, hoặc là phong cách nấu ăn. Ví dụ như bạn có cái phong cách nấu ăn rất đặc trưng của người Trung Hoa đúng không nào, bạn bảo rằng là Chinese cuisine đó, bạn hay nói như vậy ha, Chinese cuisine đó, và bạn cộng với cái từ ẩm thực phía sau, tức là bạn bảo rằng ẩm thực nấu ăn của Trung Hoa, ok, Chinese cuisine, à này biết, sao lại, ok, hoặc là bạn bảo rằng ẩm thực Nhật Bản đi, Japanese cuisine, Vietnamese cuisine, French cuisine, rồi vậy thôi, đó bạn dịch là ẩm thực, xong ha. Tiếp theo bạn qua cái từ này là từ dessert, dessert là một danh từ, thì khi đó bạn dịch là cái món gì? Ừ đúng rồi, đây chính là món ăn tráng, tráng miệng, tức là mình ăn xong thì mình sẽ ăn một số món ăn ngọt, bánh này kia đó, các bạn tráng miệng, sweet food đó. Thường là những cái đồ ăn ngọt ha, để bạn tráng miệng. À, bạn lưu ý nha, cái từ dessert này vừa là một danh từ đếm được mà vừa là một danh từ không đếm được. Để biết sự khác biệt thì bạn hãy xem là cái video, không phải video đâu, một cái chuỗi series gồm có 20 mấy cái video của thầy đó, dạy 100 danh từ đếm được và 100 danh từ, 100 danh từ vừa đếm được vừa không đếm được nha. Trong tiếng Anh đó là khi bạn làm bài tập, cái chỗ đó bạn cấm thêm s vì nó là danh từ không đếm được, nhưng cũng từ đó, nhưng một số chỗ bạn phải thêm s hoặc là có an ngoài trước, bởi vì khi đó nó một danh từ đếm được thì cái sắc thái nghĩa của nó biến hoàn toàn khác nhau. Về một cái trăm từ này cực kỳ thông dụng và các bạn sẽ thường hay thấy nó xuất hiện trong những cái bài kiểm tra, những cái bài thi đại học hay là bài ôn thi đại học này kia đó, cho nên là bạn phải học cái chuỗi video này đúng không nào, 100 danh từ vừa đếm được vừa không đếm được, ok chưa? Thì cái từ dessert này thầy đã giải thích trong cái chuỗi video đó rồi, nên bây giờ thầy không có nói lại. Tiếp theo mình sẽ học về cái từ dine out. À, từ dine out, hồi nãy như nói rồi, cái từ dine out bây giờ là đi ăn ở ngoài ha. Mình đi ăn ở nhà hàng buổi tối này kia đó. Hoặc là ăn ở nhà bạn bè của mình, nhưng không phải ăn ở nhà, thì gọi là dine out. Rồi bạn có từ là dinner, cái từ này ai cũng biết, bạn dịch là bữa ăn tối. Doggy bag, cái túi con chó, doggy bag là túi con chó, tức là sao? Là cái túi mà bạn sẽ xin nhà hàng đúng không nào, để bạn mang đồ ăn thừa về đó, đúng không? Mang đồ ăn thừa về đó, thì đó là một cái doggy bag, đúng không? Mình đi ăn mà mình ăn không hết thì mình, ví dụ như còn ít mình bỏ, dĩ nhiên rồi, mình ăn không nổi thì mình bỏ thôi chứ sao giờ. Ví dụ còn nhiều thì bạn bỏ rất là tội ha. Thứ hai là phí tiền, cho nên mình xin mang về thì mình sẽ xin một cái a doggy bag. Đừng có dịch là túi chó là mang bị cho chó ăn ha. Mình cũng ăn vậy đúng không nào? Ok, nhưng mà cái túi gọi là doggy bag nhớ nha, đừng có nói rằng túi con chó tức là mang về chỉ cho con cờ hó nó ăn, không phải đâu, thực chất là mình mang về mình ăn thôi đúng không, không có để mà ăn luôn ấy chứ. Thì cái từ doggy bag bạn dùng để đựng những cái mà người ta gọi là leftover, thì leftover bạn là dịch là đồ ăn thừa nha, leftover bạn dịch là đồ ăn thừa đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ học qua cái từ tiếp theo. À, cái từ này ha, bạn thấy viết nhìn là biết viết cách của người Pháp đúng không? Thì bạn biết đấy, Pháp thì người ta rất là nổi tiếng về ẩm thực ha, về sự tinh tế đẹp đẽ này kia đó, nhất là bánh này kia rất là nổi tiếng, bánh ngọt này kia đó. Thì cái từ này chắc chắn là từ tiếng Pháp rồi. Thì cái từ này bạn đọc như nào? À, bạn đọc là en hay là in cũng không phải ha, bạn đọc là ăn, entree, entree, ok chưa? Cái từ đọc là entree. À, thì cái từ entree ở đây á, là một danh từ, entree ở đây là một danh từ nha. Thì bạn sẽ dịch là cái món chính đó, món chính của bữa ăn. À ok ha, đầu tiên bạn sẽ dịch là món chính của bữa ăn. Nhưng mà đối với cái người Mỹ thôi, đối với người Mỹ thôi thì người ta bảo rằng cái entree là một cái món chính của bữa ăn ha. Còn cái ông nội Anh đó thì cái entree á thường là cái món ăn phụ mà bạn ăn trước cái món ăn chính. Ừ, vậy đó, nó là vậy đó. Đại ca người Anh rất là kỳ cục đúng không nào? Ok, thì cái từ entree thì bạn sẽ dịch là cái món ăn phụ ha, mà bạn sẽ ăn trước cái món ăn chính, ok chưa? Thì trong những tình huống rất là formal ha, trong những tình huống cực kỳ gọi là trang trọng, những bữa tiệc này kia đó,
thì khi đó người ta sử dụng cái từ là entree, thì bạn phải hiểu rằng à cái đó không phải món chính đâu, cái đó là món ăn phụ trước món ăn chính mà thôi. Thì ở Anh thì người ta sử dụng cái từ này với xuất phát như vậy. Ok, tiếp theo bạn có cái từ là go. À, cái từ go là đi, thì bạn thấy mắc mớ gì người ta lại đưa cái từ go ở đây đúng không nào? Ừ, tại sao ta? Ừ đúng rồi, tại vì trong tình huống này go là đi thì mình vừa nói xong đó. Nhưng mà thường người ta sẽ không nói riêng như vậy, nó là to go, tức là mang đi. À, cái gì đó mà to go bạn dịch là mua cái gì đó mà mang đi. Ví dụ như bạn vào cái cửa hàng nhà đồ ăn đúng không, thì bạn bảo rằng là hey to fry chicken to go please đấy, bạn bảo như vậy đó, to fry the ok ha, fried ok my bad chickens to go please. À thì khi đó bạn bảo rằng hey cho tôi hai cái mà phần mà gà rán đi. À, mà phải hiểu rằng gà rán to go là gà rán gì đó, gà rán mang đi ok chưa. Thì khi đó cái từ to go này giống như cái từ là take away vậy đó, ok ha, giống giống như cái từ là take away. À, bạn đi đường mà thấy cái cụm từ là take away coffee rất là nhiều đúng không nè, cụm từ này thôi bây giờ khỏi nói rồi, nó tràn lan khắp mọi nơi ha. Take away coffee tức là cà phê mang đi, thì bạn phải hiểu cái tiệm nào mà ghi take away coffee đó thì bạn làm ơn tới bạn mua rồi bạn mang đi giùm đúng không, vì thực chất nó ghi trưng với bạn to đùng take away coffee mà bạn tới mua rồi bạn ngồi rồi bạn uống bạn nhâm nhi ha, rồi bạn đọc báo ha, rồi bạn xách laptop rồi bạn ra ông chủ thấy mệt rồi đó ok chưa. Rồi bắt đầu ông đi đâu đó 2-3 tiếng sau quay lại thấy bạn vẫn còn nhâm nhi cái ly cà phê của bạn ok, thì bạn phải hiểu là người ta không hài lòng. Thì take away tức là hàm ý người ta muốn bạn mua mà mang đi, tại vì cái không gian cái chỗ bán take away đó chắc chắn luôn luôn nhỏ nhỏ, thì người ta sẽ không đủ chỗ chứa, người ta mong muốn là có nhiều khách vô đúng không. Còn bây giờ bạn ngồi kín hết rồi thì khách người ta muốn vào người ta thấy đông người ta bỏ đi luôn thì người ta không happy ok. Cho nên những chỗ nào bạn thấy là take away coffee thì bạn hãy nhanh chóng mua và bạn mang đi nha, đừng có ngồi đồng chỗ đó trong bụng người ta không có khoái đâu ok. Tiếp theo bạn sẽ học được cái từ là từ gì đây ta, đã mất tiêu rồi ok. Take away à, không có take away, mình đang đi cái từ là go chỗ này ha, nhiều khi mình đi hơi bị xa rồi, bây giờ mình quay lại thôi. À, tiếp theo bạn có cái từ này, cái từ này nó rất là ít thấy nhưng mà thật ra cái nghĩa từ này thì bạn thấy hoài trong cuộc sống của mình luôn đó. Từ này bạn đọc là gratuity, gratuity ok chưa, gratuity nó mới đọc là gratuity đó ok. Gratuity bạn dịch là tiền bo đó, tiền tip đó, đây là danh từ ha. Thì khi đó bạn hiểu rằng khi đó nó bằng với cái từ là tip ok đó, khi đó nó sẽ bằng với cái từ là tip tức là tiền boa ha. Tiền quá nó có tiền sau khi bạn ăn uống thì bạn nhờ người đó làm cái gì mà bạn cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ người ta cung cấp cho bạn, thì khi đó bạn bo một ít tiền lúc nào thì tiền tip đó đọc là gratuity ok chưa, gratuity ok ha. Gratuity mình là tiền bo, nó giống như cái từ tip vậy đó chứ không có gì hết. Và từ này thường nó dùng trong tình huống formal ha, bình thường bạn sẽ từ tip thôi ok. Rồi tiếp theo chúng ta học cái từ này ha, nhìn nó rất là ghê gớm hôm nào, thì cái từ này mình học để biết thôi ok. Cái từ này mình thứ nhất mình nhìn nó mình biết cách đọc, và thứ hai mình nhìn nó mình biết nghĩa thôi, chứ bạn cũng chẳng cần phải học cái từ này bạn viết ra đâu, vì hầu như bạn sẽ không bao giờ bạn tự viết lại cái từ này cả, bạn nhìn như bạn hiểu trong cuộc sống của bạn ha. Thì cái từ này đọc là hors d'oeuvre, đọc lại ha, hors d'oeuvre ok chưa, hors d'oeuvre. Thì cái từ hors d'oeuvre này đây là một danh từ ha, và bạn sẽ dịch nó là cái món mà món đồ nguội mà bạn ăn khai vị trước khi bạn ăn món chính đó, món đồ nguội ăn khai vị đó. Thí dụ như là một số món mà gỏi á đúng không, bạn đâu trộn đó, người ta đem ra cho bạn ăn trước đúng không, gỏi này gỏi kia đó. Dĩ nhiên cái từ hors d'oeuvre này bạn ăn chuẩn bị trước ăn khai vị thì bạn không ăn những cái món khai vị ngọt ha, mình ăn những món mặn đúng không nè. Đấy thì trong trường hợp đó bạn dùng cái từ là hors d'oeuvre, thì hors d'oeuvre bạn dịch là món món đồ nguội khai vị. Đồ nguội tức là nó không có phải là món súp, không phải là những cái món ăn mà phải nấu cho nó nóng lên đúng không, thì gọi là đồ nguội đó. Rồi tiếp theo bạn có cái từ là lunch, thì ai cũng biết từ lunch nó giống từ dinner vậy đó, bạn dịch là cái bữa ăn trưa ha, ai cũng biết. Menu thực đơn ok, order. Cái từ order này vừa là a à, hai từ đây nè, đúng rồi chính xác bạn nói đó, nó là vừa là một cái danh từ ha mà vừa nó cũng là một cái ông nội động từ. Động từ thì bạn dịch là đặt món ha, còn trường hợp bình thường bạn mua hàng hóa thì bạn gọi là đặt hàng, còn trong trường hợp ở đây thì bạn dịch là đặt món, động từ đó. Còn trường hợp danh từ thì bạn gọi là sự gọi món đúng không, sự gọi món. Và bình thường bạn dịch là sự đặt hàng rồi xong, rất dễ ha. À, tiếp theo bạn có cái từ này ha, patronage đó, bạn có từ là patronage đó. Cái từ patronage này các bạn dịch là cái sự mà danh từ ha, đầu tiên nó là một danh từ, và khi đó cái từ patronage này các bạn sẽ dịch nó với hàm ý là cái sự mà lui tới ăn thường xuyên một cái quán nào đó, sự lui tới ăn thường xuyên ha, thường xuyên một quán nào đó
một quán nào đó. Đấy thì cái đó bạn gọi là cái patronage, tức là cái sự mà lui tới thường xuyên, thì bạn có động từ của nó nè, xuất hiện động từ luôn nè, ok chưa? Patronize, thấy cái động từ nó hơi bị biến âm ha, cái này đọc là patronage, còn đọc là patron, ok chưa? Patronize, thì cái động từ patronize này các bạn dịch là lui tới thường xuyên ha, động từ mà thì bạn dịch là lui tới đúng không? Khi nó là động từ đó, à, khi cái động từ của nó đó thì bạn dịch là lui tới ăn thường xuyên ha, hay là lui tới ủng hộ thường xuyên gì đó, ok chưa? Và bạn có cái danh từ chỉ người tương ứng của nó là cái khách quen, khách mối đó, đúng không nào? Khách hàng mà ăn hoài luôn đó ha, mối này kia đó, thì khi đó bạn có danh từ của nó là từ patron, ok vậy thôi đó. Danh từ khác của nó, ha, bạn có từ là patron, thì patron bạn dịch là cái khách quen, patron bạn dịch là khách quen. Rồi tiếp theo bạn có từ portion. Cái từ portion này bạn dịch là khẩu phần ăn ha, tức là một cái lượng thức ăn mà dành cho một cái người khách đúng không, thì bạn dịch là cái khẩu phần ăn. Bởi vì mình đang học về những cái từ mà liên quan tới nhà hàng này kia ha, cho nên mình phải dịch nó với cái sắc thái trong tình huống đó. Khẩu phần ăn mà thường hàm nghĩa là cho một người, tức là bao nhiêu người thì mình sẽ nhân lên bấy nhiêu portions, là bấy nhiêu cái khẩu phần ăn. Tiếp theo bạn có từ là pudding. Cái từ là pudding này thì đầu tiên thì bạn nghe rất là quen thuộc với mình, cái lỗ tai của mình đó, bạn gọi là bánh pudding đúng không? Đúng rồi, bánh pudding là một cái loại bánh rất đặc trưng ở bên Anh ha, người ta thường làm từ bọt nè, sữa đúng không, rồi trứng đó, rồi sau đó người ta có thể cho thêm trái cây hay là mứt này kia vào ha, bánh pudding. Nhưng mà cái nghĩa sắc thái bánh pudding là một ha, thì bây giờ bạn phải biết một nghĩa khác nữa, thì bạn dịch nó với hàm ý là cái món ăn ngọt để bạn tráng miệng. À thì cái pudding đó bạn dịch là cái món ăn ngọt để tráng miệng luôn, chứ không phải đơn thuần cái pudding là pudding không. Cho nên mình có thể hỏi rằng là hey, what is for pudding? Bây giờ mình ăn tráng miệng gì đây? Đúng nào? What's for pudding? Đó, cái người A hỏi như vậy, what's for pudding? Thế bây giờ người B trả lời là pudding. Ok, bây giờ ăn tráng miệng gì đây? Bánh pudding. Thì cái từ pudding đầu tiên bạn dịch là cái món ăn ngọt để bạn tráng miệng ha. Và thứ hai bạn dịch là cái bánh pudding. Ok. Tiếp theo bạn sẽ học về cái từ là receipt. Cái từ này rất là nguy hiểm, cái từ này người ta hay kiểm tra bạn nè. Cái từ receipt này nè ha, cái chữ chữ P này bạn thấy nè, đúng không? Bạn thấy cái từ này nè, chữ P nè, nhưng cái từ P này bạn không có đọc nha. Cái từ P này bạn không đọc nha, bạn đọc là receipt, là B, cái từ P này là bị cấm đó, ok chưa? Thì cái từ receipt này thì thực chất nó bằng với cái từ là sales slip. Ok ha, sales slip. Đó, sales slip. Thì cái từ sales slip thì thường người Mỹ người ta xài, thì bạn dùng để dịch nó với hàm ý là cái tờ giấy hóa đơn. Khi mà mình kêu thanh toán tiền đó, người ta đưa cho bạn một cái receipt, là cái tờ giấy hóa đơn chứng nhận rằng bạn đã mua hàng ăn uống gì đó đây, thì cái đó người Mỹ bảo rằng đó là một cái sales slip. Hình như kiểu cái này ha. Còn cái từ receipt này trong tình huống này thì đây là một danh từ đếm được, dĩ nhiên rồi, thì bạn có thể có một hai tờ giấy hóa đơn này kia, nhưng khi nó là một danh từ không đếm được thì cái từ receipt này nó chính là cái hành động nhận. Hành động nhận, tức là nó là danh từ của receive, nhận đó, ok chưa? Receive, thì bây giờ bạn có danh từ là receipt, là cái sự nhận, cái hành động nhận, ok ha. Rồi tiếp theo bạn có cái từ là recommend. Recommend thì rất cực kỳ dễ ha, bạn dịch là giới thiệu, đề xuất cho ai đó cái gì đó bạn ăn mà thấy ngon, đúng không nào? Cái quán bạn ăn bạn thấy rất là ngon thì bạn giới thiệu cho bạn bè, bạn thấy ăn thêm, đúng không? Ví dụ như video của thầy dạy bạn thấy rất là hay, hữu ích thì bạn giới thiệu cho bạn bè của bạn học thêm. Đấy thì trường hợp đó bạn hãy recommend cái video của thầy đi. Bạn thấy món ăn ngon thì bạn hãy recommend cái quán ăn này cho người ta đi. Đó, cái từ recommend bạn dịch là như vậy đó. Bạn dịch là giới thiệu hoặc đề xuất cho ai đó bởi vì mình thấy rất là hay và hữu ích. Ok ha. Rồi tiếp theo bạn sẽ có cái từ gì ta? Reservation. Đó, cái từ reservation này thì bạn dịch là cái sự mà đặt chỗ trước nha. Cái từ reservation bạn dịch là cái sự đặt chỗ trước. Nếu bạn đi ăn nhà hàng vào những cái mùa cao điểm đúng không nào, hoặc là những cái nhà hàng rất là hot hit này kia đó, rất nhiều người ăn thì bạn tới không có bàn đâu, thì bạn phải đặt chỗ trước. Thì cái sự đặt chỗ trước đó người ta gọi là reservation. Thì cái động từ của nó ha sẽ tạo ra động từ là reserve. Reserve là động từ đặt chỗ trước. Đó, reserve là một động từ và bạn dịch là đặt chỗ trước. Ok ha. Đây nè, bạn có liền đây nè, đúng nào? Reserve bạn dịch là đặt chỗ trước. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái từ tiếp theo ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có cái từ là self-service.
Cái từ sau service này các bạn thấy và các bạn tự dịch được đúng không nào? Vì cái từ service bạn dịch là dịch vụ, phục vụ đúng không? Thì bây giờ cái từ sau service các bạn dịch là từ phục vụ nha. Thường nó sẽ cộng với một số danh từ ngoài sau, ví dụ như là từ shop nè, hoặc là ví dụ như là từ restaurant chẳng hạn. Tức là một cái cửa hàng như thế nào ta? Ừ đúng rồi, tự phục vụ tức là bạn ăn rồi sau đó bạn mới tính tiền đúng không? Sau đó bạn sẽ tự phục vụ bạn đó ha. Sau service shop hoặc là sau service restaurant. Rồi, tiếp theo bạn có cái từ là serve thì từ này là một động từ nha. Từ này là một động từ và khi đó bạn dịch là phục vụ ai đó. Đây cái người server nè. Cái người server ở đây ha thì bạn dịch là cái từ server ở đây nè. Đầu tiên mình phải hiểu rằng đây là một danh từ nha. Thì ở đây bạn dịch là người phục vụ, khi đó nó giống như cái từ là waiter gì đó hoặc là waitress, ok ha. Nó sẽ giống như cái từ là waiter hoặc là waitress. Rồi, ok. À, bạn hãy lưu ý nha, cái từ bạn đang thấy là server. Đây là danh từ của cái từ serve, bạn dịch là phục vụ đó. Cho nên bạn dịch là người phục vụ ha, server. Nó sẽ không hề giống như cái từ là servant. Bạn có một cái danh từ khác của nó, chính là từ servant. Đấy, servant. Đây cũng là một người, đây cũng là một danh từ nhưng mà ở đây các bạn dịch là cái người người gì ta? Ừ đúng rồi, bạn dịch là người đầy tớ đó, cái người hầu này kia đó ha, mang tính chất là nô lệ hồi xưa đó, servant, master đó. Ok, bạn có người chủ là gì đó? Master ha. Và người tôi tớ đầy tớ là servant. Thì bạn có từ server này nó không giống như là cái từ servant, ok ha. Servant hàm nghĩa là nó nặng hơn, mang tính chất là mình ở đợi cho người ta, mình đi làm tôi tớ cho người ta đó ha. Rồi ở đây bạn có cái từ là service charge. Cái từ service charge này các bạn dịch là cái phí dịch vụ. Tức là ví dụ như bạn đi ăn ở nhà hàng đi, thì bạn thấy hầu như các nhà hàng đều không yêu cầu mình tính tiền tip đúng không? Tức là mình không tính tiền bar đó. Tiếp là sao? Tức là bây giờ bạn nghĩ rằng những người waiter, waitress người ta đi làm, người ta chỉ có lương căn bản thôi. Cũng đúng đó, bạn nghĩ như vậy cũng đúng đó. Nhưng mà thật chất là người ta sẽ có một cái khoản tiền đúng không? Một khoản tiền thưởng tặng thêm gì đó. Thì thật chất cái một số nhà hàng người ta không yêu cầu bạn tính tiền tip đúng không, nhưng mà người ta sẽ tính thêm một cái phí là phí dịch vụ, là cái service charge. Thì trong trường hợp đó bạn không cần để tiền boa lại, bởi vì cái số tiền này nè sẽ được đưa vào cái phần thanh toán cho nhân viên, ok ha. Ví dụ như mình đi ăn là $100 đi, thì bây giờ mình sẽ để lại cái phí dịch vụ mà người ta tính thêm trong đó, thay vì mình boa cho người ta $5 đúng không, thì bây giờ người ta không có cần tiền boa của bạn, nhưng mà người ta tính thẳng luôn, bắt buộc luôn bạn phải trả thêm $5 đó, thì khoảng $5 đó sẽ tự được đưa vào phần của nhân viên của mình, ok ha. Cái từ service charge bạn dịch là phí dịch vụ nha, đó là cái tiền mà người ta phục vụ cho bạn tốt này kia đó đúng không. Ok, tiếp theo bạn có từ shout. Cái từ shout này thì các bạn biết đúng không nào, chắc chắn luôn đó, các bạn nghĩ rằng đó là một động từ, shout bạn dịch la hét này kia ha, nhưng mà dĩ nhiên không phải rồi. Trong cái bài này thì bạn biết đấy, cái bài này là người ta đang học về những cái từ thuộc về nhà hàng đúng không nào, cho nên cái từ shout ở đây là một danh từ nha. Cái từ shout ở đây bạn đang thấy là một danh từ nha, rất thú vị đúng không nào. Ở đây là một danh từ và khi đó bạn không hề dịch là cái hành động la, không phải đâu, mà cái shout ở đây là một danh từ thì khi đó bạn dịch là cái chầu khao ai đó. À, thí dụ như mình bảo rằng mình mới mua xe đúng không, cho nên bây giờ mình sẽ khao bạn bè của mình, ok chưa. Thì cái sự mà ăn mừng, cái sự mà mình mời bạn bè mình ăn đó, cái gọi là cái chầu khao đúng không nào, đó khao chiêu đãi bạn bè đó, đãi bạn bè. Thì khi đó bạn thấy cái từ là shout dùng như là một danh từ ha. Thì cái từ này thường được người Mỹ với người gì ta, à, người Úc ha, dùng rất là nhiều nha. Ví dụ như bảo rằng hey, it is my shout today, hôm nay là cái shout của tôi, tức là hôm nay tôi sẽ bao mọi người đó, cứ ăn uống thoải mái đi nha, it is my shout today, ok ha. Thì trong tình huống này cái từ shout ở đây các bạn dịch là cái chầu khao, hôm nay tao bao, hôm nay tao bao, tao mời tao bay đó, ok chưa. Nhưng mà cái từ shout này bên cạnh đó bạn có thể dùng nó như là một động từ luôn, thì khi đó cái động từ này rất là dễ bạn dịch là khao ai đúng không nào, hoặc là mời bạn bè, mời ai đó đó. Ok, I'll shout, don't worry. Ok, I'll shout, don't worry. Tức là mình bảo rằng là hôm nay tao sẽ shout, tức là tao sẽ làm gì đó, tao sẽ mời. Mày cứ ăn thoải mái đi, mày đừng có lo. Ok, chỗ này chưa? Đó, nhớ nha, cái từ shout này vừa là một danh từ mà vừa là một động từ luôn. Danh từ thì các bạn dịch là chầu khao, chầu đãi bạn bè đúng không? Còn trong khi đó động từ thì các bạn dịch là khao và đãi bạn bè luôn. Rồi tiếp theo các bạn có cái từ là từ shout rồi ha. Rồi tiếp theo các bạn có cái từ là side order. Thì cái từ side order này các bạn dịch là cái món ăn phụ, món ăn thêm ha. Side order thì khi đó bạn dịch là cái món ăn phụ
món ăn thêm, thường là thêm tức là sao, thí dụ như bây giờ bạn đi ăn đi đúng không, cái bây giờ mình cảm thấy đói cái mình muốn ăn thêm đó, mình sẽ kêu thêm một cái món nữa đúng không, mình sẽ đặt thêm một cái món riêng đó, thí dụ như mình đặt thêm đồ ăn riêng hoặc là mình đặt thêm cơm riêng, cơm thêm này kia đó, ngoài cái món chính mình ăn. Thì ở đây bạn có cái từ là side order, side tức là phụ đó, order là đặt thêm, cái sự mà đặt thêm phụ tức là món ăn thêm, ok chưa? Ví dụ bảo rằng là tôi muốn có thêm thịt thì bạn bảo rằng là side order of meat, còn ví dụ muốn thêm cơm gì đó là side order of rice, ok chưa? Đây là món ăn phụ, món ăn thêm ha, ngoài cái món ăn chính mà mình đã đặt ra, side order. Rồi tiếp theo bạn có cái từ là special. Cái từ special này ở đây không phải là một tính từ nha, ở đây bạn thấy là một danh từ ha, bởi vì liên quan tới nhà hàng này kia đúng không nào, thì nó phải có nghĩa đặc biệt của nó. Còn cái tính từ thì cái bây giờ là đặc biệt thì cái này ai cũng biết, nhưng mà cái từ special ở đây đôi đây là một danh từ, và khi đó cái bài dịch là cái giá khuyến mãi ha, cái giá rất là đặc biệt, tức là hôm nay bạn sẽ mua với một cái special, tức là hôm nay bạn sẽ được mua với một cái giá rất là rẻ, rất là đặc biệt đó, ok chưa? Giá khuyến mãi, giá rất là rẻ, đặc biệt đó. Rồi tiếp theo bạn có cái từ là speciality. Cái từ này bạn đọc là speciality, ok ha, speciality. Thì cái từ speciality này là một danh từ luôn, và khi đó bạn dịch là đặc sản, tức là một cái vùng nào đó thì sẽ có một cái đặc sản địa phương vùng đó đúng không. Ví dụ như bạn có rất nổi tiếng ở Việt Nam này, ví dụ như nó nhắc đến Huế đi, thì bạn có cái bún bò Huế đó, nó là một cái speciality đúng không, speciality của Huế là bún bò Huế chẳng hạn đó. Thì bây giờ bạn thấy rằng cái từ speciality bây giờ là đặc sản ha, của một cái nhà hàng hoặc là một cái nơi nào đó. Ngoài ra các bạn có thể dịch cái từ speciality này với hàm ý là một cái chuyên môn đặc biệt của một cái người nào đó. Ví dụ như bây giờ bạn có thể bảo rằng cái speciality của thầy là cái dạy tiếng Anh đúng không, ngữ pháp đó, tiếng Anh này kia, hay chuyên về tiếng Anh trung học cơ sở và trung học phổ thông đó, luyện thi lớp 9 và đại học. Thì cái speciality của thầy là cái việc mà chuyên luyện thi về tiếng Anh trung học, ok ha. Cái từ speciality thì học thêm một nghĩa khác nha, các bạn dịch là một cái sự mà chuyên môn của ai đó, tức là họ rất là tinh thông lĩnh vực đó đấy, speciality. Ok, rồi tiếp theo các bạn có cái từ là starter. Thì cái từ starter này nè, các bạn phải hiểu rằng trong tình huống này nó bằng giống giống như là cái từ là appetizer. À, các bạn sẽ có cái từ là appetizer ha. Appetizer, ok, appetizer. Cái từ appetizer này các bạn nhìn là cái món khai vị đó. Hai từ này là một thôi, starter và appetizer là một ha. Appetizer. Ok, appetizer. Thì cái từ appetizer này thường dùng ở Mỹ và người ta dịch là cái món món khai vị, ok. Rồi các bạn có từ tab. Cái từ tab ở đây nếu trên vi tính đó, các bạn nhìn lên bàn phím của bạn đó, các bạn có nút tab ha, là cái nút mà thứ ba ở bên tay trái từ trên đếm xuống đúng không nào, thì nó ở trên nút caps lock đó, thường là như vậy. Thì cái nút tab này dùng để làm gì ta, thầy bấm cho bạn xem nè, tab tab đó, thấy không, tab tức là nó sẽ nhảy qua một cái đoạn, sorry, nó sẽ nhảy qua một cái khoảng trắng khá xa ha, thay vì mình bấm từng cái khoảng trắng gì đúng không, thì mình bấm tab đó, ok. Thì trong tình huống này dĩ nhiên nó không liên quan gì cái nút tab đây rồi. Thì cái từ tab ở đây nè ha, bạn phải hiểu rằng ở đây á, nó là một cái danh từ nha, đây là một cái danh từ nha, nó hàm ý là một cái hóa đơn. À, đây là một cái danh từ và diễn tả hàm ý là một cái hóa đơn của một cái sản phẩm hàng hóa nào đó, một cái món ăn nào đó mà bạn ăn trước rồi sau đó bạn sẽ trả tiền sau, tức là bạn có một số nhà hàng người ta cho phép bạn vào ăn đúng không nào, rồi sau đó bạn sẽ thanh toán sau đấy. Thì tab tức là cái hóa đơn của những cái món hàng hóa đồ ăn mà sẽ dùng trước ha, sẽ ăn trước hoặc là bạn nhận trước với hàng hóa đó rồi bạn sẽ thanh toán tiền sau, ok chưa? Đó, đầu tiên bạn sẽ là hóa đơn của những món ăn ha, hoặc là những hàng hóa mà bạn ăn trước đúng không nào, hoặc là bạn nhận sản phẩm trước đó rồi sau đó bạn sẽ trả tiền sau, ok chưa? Thì cái từ tab này nó hàm ý là như vậy đó. Rồi ok, ngoài ra cái từ tab này còn một cái nghĩa khác thông dụng hơn mình sẽ thường hay xài trong cuộc sống của mình, với hàm nghĩa là cái chi phí mà mình phải chi trả cho một cái gì đó ha. Cái từ tab này ngoài ra còn một cái nghĩa khác, bạn dịch là cái chi phí phải chi trả cho cái gì đó. Thí dụ như là sao, thí dụ như là mình có đi ăn đi đúng không nào, đi ăn đi, đi ăn với bạn bè của mình đi, thì thí dụ như là mình tới trễ một tí ha, nhưng mà mình hàm ý mình muốn
bao người ta ngày hôm nay, đúng không? Thì thế vì bạn bảo cái câu ở trên mình học tới I'll serve, tức là tôi sẽ bao, đúng không nào? Thì bây giờ bạn sẽ bảo rằng là hey, put your food on my tab. Đấy, mình có thể nói như vậy ha. Put your food on my tab. À, thì khi đó các bạn dịch là hãy đặt thức ăn của bạn, đúng không nào, lên cái chi phí của tôi. Tức là sao? Tức là hãy hãy để tôi tính tiền ha. Hãy để tôi tính cái khoản chi phí đó, chi trả cho cái đồ ăn bạn đang ăn. Ok, put your food on my tab. Tức là để tao bao đấy. Ok, chỗ này chứ, I'll shout ha. Thì trong cấu trúc ở đây là put something on someone's tab. Tức là bạn dịch là chi trả cho ai cái gì, đúng không nào? Bạn mời người ta đó, bạn chi trả cho người ta, tính vào phần của mình đó ha. Hoặc là bạn sẽ dành trả tiền, đúng không nào? Thì bạn bảo rằng là hey, don't pay the money. Ok, don't pay the money, I'll pick up the tab. Đấy, bạn có thể bảo như vậy đấy. I'll pick up the tab. Tao sẽ thanh toán tiền cho. Ok chưa? Pick up the tab. Ok. Thì trong tình huống này, cái cụm từ tab này nó sẽ đi với cái từ là pick up. Ok ha? Pick up the tab và dịch là thanh toán trả tiền cho ai đó bằng cái từ là pay the money đó. Ok, bạn có cấu trúc là put something on someone's tab, bằng dịch là tính cái gì đó ha vào cái phần của ai đó. Và sau đó bạn có cụm từ là pick up the tab, tức là trả tiền cho ai đó. Bởi vì hôm nay là cái shout của bạn, hôm nay cái shout bằng dịch là cái chầu khao ha. Rồi tiếp theo bạn có cái từ là table, thì cái từ này nó quá trời dễ luôn. Ai cũng biết đó là một danh từ, đúng không nào? Thì bạn dịch là cái bàn ha. Nhưng mà nếu như vậy thì mình học để làm gì, đúng không? Ở đây Oxford đang liệt kê cho mình những cái từ mà chuyên về thuật ngữ ở dining out, tức là trong cái nhà hàng đi ăn ngoài đó. Thì bây giờ cái từ table này bạn phải hiểu ở đây nó là một động từ, thì khi đó các bạn sẽ dịch nó với hàm ý là phục vụ đồ ăn nha, phục vụ đồ ăn đó. Nó sẽ bằng với cái từ là serve đó, ở trên mình học với cái từ là phục vụ ai đó, đúng không nào? Đó, bằng với cái từ là serve ha. Bài dịch là phục vụ ai đó ha, phục vụ đồ ăn này kia đó, serve. Và bạn có thể bằng với một cái từ khác bạn rất là ngạc nhiên nè. Cái từ ở đây là wait. Cái từ wait này thì bạn nghĩ rằng dịch là đợi, đúng không? Thì không phải ha. Bạn nên nhớ bạn có một cái từ rất quen thuộc với bạn, đó chính là chữ waiter. Có bao giờ bạn suy nghĩ không? Cái từ teach là dạy, đúng không? Thì bạn bảo rằng thầy giáo là teacher, bạn thêm ia vô. Ok chứ? Rồi sau đó ví dụ như bạn có từ công nhân đi, đúng không nào? Cái bạn thêm ia vô thì bạn bảo rằng đó là một cái người work, worker. Ok, thì bây giờ có bao giờ bạn nghĩ rằng waiter nó xuất phát từ cái từ wait và bạn thêm ia không? Lúc đó bạn suy nghĩ rằng đợi, người đợi là gì, đúng không? Bạn thấy không ra ha. Thì dĩ nhiên rồi, trong tình huống này cái từ wait nó không phải là đợi, mà cái từ wait ở đây bạn dịch là chính xác phục vụ đó. Cho nên bây giờ bạn có từ là waiter thì bạn dịch là người phục vụ. Ok ha, nhớ nha. Cái từ có rất nhiều sắc thái nghĩa tại vì bạn không biết hết nó mà thôi. Ok ha, waiter bạn dịch là người phục vụ nha. Rồi ok, thì mình đang nói cái từ ở đây là từ table. Đấy là một động từ ha. Table ở đây là một động từ nha. Bạn đừng có coi nó như là một danh từ nha. Nó là một động từ đó. Thì nó sẽ bằng với từ serve hoặc là từ wait. Ok. Rồi tiếp theo bạn có cái từ. Wow, cái từ này là cái từ rất là khó đọc ha. Vì thì tin rằng từ này xuất phát từ tiếng Pháp mà ra. Khó nhưng mà mình học biết đọc thôi. Ok chứ. Ở đây bạn được là table nha. Ở đây là table. Ok ha. Table d'hôte. Table d'hôte. Tab nè, bạn ngắt cái từ tab này ra nha, đừng đọc là table ha. Table d'hôte. Ok, table d'hôte. Table d'hôte tức là một cái thực đơn và bạn ăn theo bàn. Thí dụ như là cái bàn đó sẽ gồm có 5 món hay 6 món gì đó. Ok chứ? Thì người ta sẽ không mang những cái món khác cho bạn ăn, mà người ta chỉ phục vụ cho bạn những cái món trên bàn đó mà thôi. Thường các bạn sẽ thấy cái hình thức mà ăn mà dạng như thực đơn bàn này ở đâu? Đối các bạn đó. Đúng rồi, bạn thường đi ăn cưới, đúng không? Ăn đám cưới này kia đó. Thì vào đám cưới thì người ta sẽ có một cái menu ha, và người ta ghi chú một loạt những cái món ăn mà bạn sẽ ăn ngày hôm đó ở trong cái buổi wedding, đúng không nào? Thì khi đó bạn đã ăn một cái gì đó, đúng rồi, một cái table d'hôte, đúng rồi, một cái mà thực đơn bàn đấy, mà ăn những cái món ăn mà cho bữa ăn đó theo bàn, đúng không nào? Và thường người ta tính theo khẩu phần đầu người, một người là sẽ bao nhiêu đồ ăn này kia, đúng không nào, cho một cái bữa ăn đó, 5 món 6 món gì đó. Ok ha. Rồi xong, tiếp theo bạn có cái từ là take away. Thì cái từ take away này nó quá ư là thông dụng với bạn trong cuộc sống hiện tại luôn ha. Ngoài đường đó bạn đi, bạn thấy quầy đó take away, bạn dịch là mang đi, đúng không nào? Take away coffee tức là cà phê mang đi. Ok, thì bạn phải hiểu cà phê mang đi tức là bạn tới bạn mua và bạn mang đi, chứ bạn đừng có ngồi ha, rất là tốn chỗ người ta đó, take away coffee. Ok, tiếp theo bạn có cái từ là tariff.
Cái từ tariff này nha, tariff ở đây là một danh từ ha, tariff ở đây là một danh từ và khi đó bạn dịch làm thuế thuế xuất nhập khẩu, tức là bạn xuất khẩu hàng hóa đi quốc gia khác hoặc bạn nhập nó vào đúng không nào, thì bạn phải đóng thuế đúng không, thì khi đó cái khoản tiền thuế đó các bạn sẽ được sử dụng là cái từ tariff. Ok, thì tariff đầu tiên bây giờ là thuế. Nhưng mà bây giờ mình thấy trong cái tình huống dining out, đây là một cái tình huống ở trong ăn uống nhà hàng khách sạn này kia ha, mà tự nhiên đưa cái từ thương mại vô thì thấy nó có vẻ không có hợp lý, cho nên cái từ tariff này chắc chắn sẽ có một nghĩa khác. Thì khi đó các bạn sẽ dịch nó là một cái khoản tiền ha, để bạn sử dụng một cái dịch vụ gì đó ở nhà hàng khách sạn, một khoản tiền để bạn sử dụng một cái dịch vụ nào đó ở, thường là hotel, tức là ở trong khách sạn hoặc là nhà hàng, mà thường là ở trong cái hotel nhiều hơn. Tức là ví dụ như thế nào ta, ví dụ như là bạn tới nhà hàng, bạn tới khách sạn bạn ở đi, tức là cái tiền phòng thì bạn trả tiền rồi đúng không, nhưng mà có những cái phụ phí khác bạn không sử dụng dịch vụ của nó thì bạn sẽ không phải trả tiền thêm, còn bạn sử dụng thì bạn phải trả tiền thêm. Ví dụ như là phụ phí gì nè, ví dụ như là bạn muốn xài điện thoại đi đúng không, tức là điện thoại gọi liên tỉnh, tức là hồi trước thì không có điện thoại di động nhiều, chỉ có điện thoại bàn mà thôi, thì bây giờ bạn muốn gọi điện thoại liên tỉnh thì hồi xưa phí rất là đắt, cho nên là bạn muốn gọi thì bạn phải đóng khoảng một khoản tiền thêm để bạn có thể sử dụng được cái cuộc gọi liên tỉnh đó. Thì khi đó cái từ bạn đang thấy đây ha, cái từ tariff đó bạn dịch là cái khoản tiền để bạn sử dụng, thì bạn bảo rằng là is a you have to pay the telephone tariff, thế bạn phải pay cái telephone tariff if you want to call distant call, if you want to make distant calls, nếu bạn muốn gọi những khoản những cuộc gọi mà đường dài xa này kia đó, thì you have to pay the tariff. Ok, thì trường hợp này cái tariff bạn dịch là cái khoản tiền để bạn sử dụng cái dịch vụ nào đó, gọi điện thoại chẳng hạn, hoặc là bạn sử dụng cái electricity, tức là điện này kia đó, bạn xài điện cho một số cái máy móc và đặc biệt của bạn tốn rất là nhiều điện ha, thì khi đó người ta sẽ tính một khoản phí thêm, thì khi đó người ta sẽ gắn cái tariff này vào. Thì dĩ nhiên cái từ đằng trước các bạn, ví dụ như là mobile tariff, tức là khoản phí xài điện thoại đúng không, hoặc là telephone tariff, hoặc là cái như nãy thầy vừa nói đó, electricity tariff ha, thì những cái từ này có thể cộng với cái từ là tariff để bạn diễn tả hàm ý là cái khoản phụ phí thêm sử dụng cái gì đó. Ok, rồi tiếp theo bạn có từ là tip ở đây, cái từ tip ở đây người ta viết hai lần ha, thì bạn phải hiểu cái từ tip ở đây hai lần, tức là một ông là danh, một ông là động thôi chứ không có gì hết á. Cái danh từ á thì bạn dịch là cái khoản tiền boa ha, có khoản tiền mình cảm thấy rất là hài lòng và mình cho thêm người ta cái số tiền lẻ đó, ví dụ như là $1, $2 gì đó, thì cái tiền tip này chỉ là tiền boa nha chứ không có gì cả. Thường mình có cái cụm từ là give somebody a tip ha, ví dụ như là Tom gave the waiter đấy a tip, tức là Tom đã boa cho cái người waiter ha. Hoặc là bạn có thể dùng cụm từ là Tom left a tip, Tom left a tip, tức là Tom đã để lại tiền boa trên bàn đúng không nào. Cái cụm từ là give a tip đó, cụm từ là của bạn là give someone a tip ha. Rồi sau đó bạn cụm từ là leave a tip đó, thì bạn dịch là boa cho ai và để lại tiền boa ha. Thì trường hợp đó là danh từ, còn trường hợp động từ thì sao, thì y chang nghĩ như vậy thôi. Động từ thì bạn dịch là gì đó, đúng rồi, bạn dịch là boa tiền cho ai đó đúng không nào, tip cho ai đó. Thường bạn bảo rằng là tip somebody something, ví như là Tom đúng không nào, tipped the waiter $2, Tom nó đã làm gì ta, nó đã tip cho cái người waiter $2, thì ở đây bạn cấu trúc là tip someone something đó, bo cho ai cái gì, cái gì thường là bao nhiêu tiền. Ok ha, cực kỳ dễ. Tiếp theo bạn có từ cái từ wait, hồi nãy mình nói rồi nè, cái từ wait ở đây ha, ở đây bạn thấy từ wait đó là một động từ, và khi đó nếu bạn không dịch là chờ đợi nữa ha, mà bạn dịch là, đúng rồi, bạn dịch là phục vụ, thì lưu ý cái từ wait này bạn dịch là phục vụ, bạn xài nó khi trong tình huống là formal situation, tức là những tình huống rất là trang trọng ha, chứ không bình thường chẳng bao giờ bạn xài cái từ wait này với hàm ý là phục vụ cả. Ok chưa, và bạn có cái từ là waiter hồi nãy nó rồi ở trên đó, cực kỳ dễ ha. Cho nên bạn có thể bảo rằng là hay trước khi mà Tom nó làm cái này cái kia thì trước đó nó từng làm phục vụ trong nhà hàng, trước đó nó từng chạy bàn. Ok, Tom used to wait on tables when he was young. Đúng rồi, Tom used to
Wait. Thì bạn có thể có gắn từ on cũng được ha. Đó. Tables when he was young. Đấy, thì trường hợp này bạn dịch là Tom đã từng chạy bàn, phục vụ bàn khi mà anh ta còn trẻ. Đó, cái từ wait ở đây bạn dùng nó như là một động từ và hàm nghĩa là phục vụ ha. Và thường cộng ngoài sau là từ tables, bạn có thêm nhớ từ on hay không cũng được. Ok, rồi tiếp theo bạn có từ là waiter thì ai cũng biết. Bạn dịch là nam phục vụ thì người phục vụ nữ là waitress, quá trời dễ luôn. Wireless thì đúng cái đen ha, cái danh sách rượu, đó là danh sách mà những cái nhãn hiệu rượu, chai rượu mà nhà hàng đang có đó, quá trời dễ.